được Viettel FC đăng ký bổ sung cho V-League 2022, nhưng việc đội bóng quân đội hiện tại còn 3 thủ môn, trong đó có cái tên xuất sắc Nguyên Mạnh. Dễ hiểu, thủ thành đội tuyển U20 Việt Nam Đoàn Huy Hoàng chưa có cơ hội ra mắt sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thay vào đó, chàng trai người Thái Bình được coi là hạt nhân chính trong đội hình U21 Viettel thi đấu tại bảng A vòng loại giải U21 quốc gia 2022 đang diễn ra tại Trung tâm Thể thao Viettel. Dù khiêm tốn về chiều cao, nhưng Đoàn Huy Hoàng ghi điểm và chiếm được niềm tin của các huấn luyện viên nhờ khả năng chơi chân cực đỉnh, óc phán đoán chuẩn xác. Không chỉ có đôi tay dẻo, Huy Hoàng còn tự tin cho thấy kỹ năng điều khiển trái bóng tuyệt vời. Hãy cùng theo dõi một clip về khả năng tâng bóng của thủ thành Đoàn Huy Hoàng ở thời điểm thủ môn này còn đang ở độ tuổi U15.